cảm tạ quý khán thính giả của Sài Gòn TV tiếp tục theo dõi Góc Nhìn Trung Thực do Bích Trâm phụ trách cùng Kinh tế Gia đình Xuân Quân. Chúng tôi xin đưa ra những phân tích xung quanh thêm một bản tin Hoa Kỳ. FBI khám xét tư gia của cựu Tổng thống Trump, cho thấy là không ai đứng trên pháp luật. Vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, theo lệnh của một thẩm phán liên bang, thì cơ quan điều tra liên bang Mỹ, tức là FBI, đã thực hiện trát tòa để khám xét khu nghỉ dưỡng và nhà của cựu Tổng thống Donald Trump tại West Palm Beach, Florida. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ mà tư gia một cựu Tổng thống bị khám xét, và FBI được cho là đã tịch thu khoảng một tá những cái thùng đồ chứa gọi là tang vật. Thưa quý vị, có tin nói là cuộc khám xét liên quan đến nhiều tài liệu mật mà ông Trump mang theo một cách bất hợp pháp sau khi mãn nhiệm. Vào tháng Giêng năm 2021, khi mà ông Trump rời Bạch Cung, thì ông được cho là mang theo một số hiện vật được là tài sản quốc gia. Sau thời gian thương lượng thì vào tháng 2 năm nay 2022, nhà văn khố quốc gia, tức là National Archives and Records Administration, đã lấy lại được từ Mar-a-Lago 15 thùng. Trong đó có một số tài liệu thuộc dạng classified, tức là tối mật. Bộ Tư pháp liền triệu tập đại bội thẩm đoàn để điều tra, bởi vì theo đạo luật gọi là hồ sơ tổng thống, tức là Presidential Records Act, thì khép tội hình sự những ai gọi là cố ý giấu giếm, cắt xén, tiêu hủy hoặc là phá hoại giấy tờ sổ sách của chính phủ. Một số hồ sơ giao trả cho văn khố quốc gia được cho là đã bị ông Trump xé nát và các phụ tá phải lấy băng keo mà dán lại. Trong khi phóng viên của báo New York Times đã chụp được hình cầu tiêu tòa Bạch Ốc tắc nghẽn bởi vì ông Trump được cho là xé hồ sơ rồi vứt xuống vào đó. Thưa quý vị, nôm na thì là những hồ sơ ghi chép mọi việc xảy ra trong 4 năm làm tổng thống của cựu Tổng thống Trump thuộc về người dân Mỹ. Đây là những tài sản của quốc gia, nó không thuộc sở hữu của ông Trump vì nó sẽ là những tài liệu quan trọng cho các sử gia sau này. Điều đáng chú ý là FBI giữ bí mật lệnh khám xét cho đến lúc xảy ra, cho nên ông Trump, khi mà ông Trump nói trên mạng xã hội thì tòa Bạch Ốc mới biết, lúc đó Tổng thống Biden mới biết. Và theo luật pháp Mỹ thì FBI đã phải cung cấp cho ông Trump văn bản trát tòa liệt kê rõ ràng lý do khám xét, tội nào có thể đã vi phạm và họ đã lấy đi những gì. Tức là ông Trump tự biết rõ tại sao chuyện này xảy ra, nhưng thay vì công khai những chi tiết đó thì ông Trump lại chi hô, nói FBI và tư pháp là săn phù thủy, là theo đuổi mục đích chính trị để ngăn ông ra ứng cử tổng thống năm 2024. Ông Trump cũng nhắc vụ Watergate và ông phàn nàn nói là chuyện này chỉ xảy ra trong những nước Cộng hòa chuối. Điều đáng chú ý là hơn 20 thành viên Cộng hòa, bao gồm có lãnh đạo thiểu số Hạ viện là ông Kevin McCarthy, đã hùa theo ông Trump để chỉ trích và thậm chí là đe dọa FBI và đe dọa tư pháp. Thưa quý vị và thưa Kinh tế Gia đình Xuân Quân, phải chăng sự việc này cho thấy là trong xã hội Mỹ thì không ai có quyền đứng trên luật pháp? Ông Quân đánh giá ra sao sự việc này và phản ứng của Đảng Cộng Hòa thưa ông? Vâng, tôi thấy là theo một, quý vị biết là ở xứ Hoa Kỳ đó, một xứ dân chủ đó, không thể nào giữ bí mật được. Thì lẽ nhiên ngày hôm nay đó, có một bài báo trên tờ Newsweek cho chúng ta biết rằng những gì đã xảy ra tại Florida. Quý vị biết nữa là ông Trump nói là họ còn mở két của tôi ra nữa, đúng không? Cái đó đúng là theo tôi, nghĩa là họ là làm vấn đề vì vấn đề chính trị. Nhưng mà tờ Newsweek, và quý vị nghe rõ nghe không, cho biết là trước khi muốn làm được cái trắc tòa đó thì cái bội thẩm đoàn mà theo dõi cái vụ mà hồ sơ từ tháng 1 tới bây giờ đó phải, nghĩa là có một ông thẩm phán cho phép, và họ phải cho phép khi nào có, ông thẩm phán chỉ cho phép khi nào có gọi là chứng cớ hay là có nhiều xác suất đã cái việc này đó là đi ngược lại với luật. Việc này tại sao người ta tới El Mago mà người ta chỉ tới vào phòng là làm việc của ông Trump và két của ông Trump và cái phòng salon của ông Trump? Vì có người chỉ điểm. Vì có người chỉ điểm là những cái ông Trump còn giữ nhiều hồ sơ quốc gia mà ông ta không có quyền giữ. Vì vậy
FBI đã xin một giám tòa làm. Mà ở đây đó, khi họ khám là có luật sư, có mặt của luật sư của ông Trump. Thành ra ở đây đó, nhiều người cứ nói là trên trời dưới đất, nhưng mà ở đây đó họ làm rất là đúng luật lệ. Không những là có giám tòa mà họ làm việc với Secret Service. Tại sao? Tại vì ông Trump vẫn được Secret Service bảo vệ, và FBI phải làm việc với Secret Service để vào khám. Và không những khám thì lại có, nghĩa là gọi là luật sư của ông Trump ở đó, chứ không có mặt luật sư ở đó, chứ không có phải là giấu giếm gì hết. Đây là một cuộc khám mà tòa cho phép. Đó là cái chuyện quan trọng. Cái chuyện quan trọng thứ hai đó, quý vị biết đó, tại sao mà người ta la lối tùm lum hết. Đây là lần đầu tiên một ông Tổng thống Hoa Kỳ bị khám xét. Đúng. Tại sao? Vì trước đây 150 năm ông Grant, ông Tổng thống Ulysses Grant đó, lần đầu tiên bị phạt là vì cái là chạy xe ngựa quá mau. Thì đó là lần đầu tiên một ông Tổng thống bị phạt. Nhưng mà cái này nó quan trọng hơn nhiều, là tại vì đây nó dính vào cái luật gọi là về archive, nghĩa là về ngân hồ sơ lưu trữ. Hả? Hồ sơ lưu trữ. Cục lưu trữ, xin lỗi, cục lưu trữ của Hoa Kỳ, cục lưu trữ quốc gia. Thì ở đây quý vị biết đó, là vì thời Nixon, ông Nixon không chịu đưa những cái tép, những cái băng ghi âm đó, thành ra quốc hội mới ra một cái luật 1978 là tất cả những gì ở trong tòa bảy ốc hay là trong cơ sở đó thì là tùy thuộc quốc gia hết. Sau đó thì có cái vụ tranh cử, thì người ta mang cái email của bà Clinton ra là nói là bêu xấu, rồi nói là bà Clinton là dùng cái máy email để ở nhà. Thì chính Tổng thống Trump, ký một cái luật vào 2018 nói là tất cả cái việc mà dự trữ mà ở nhà nó những cái tài sản quốc gia là bị phạt, và có một cái mà ngoài ám đó, không được, không có quyền ra tranh cử, nữa. Thì đó là một cái chuyện mà tôi muốn nhắc quý vị. Mà ở đây đó, quý vị biết không, có nhiều cách ở bên Mỹ đó, khi hồi thời nghĩa là mafia đó, là cái gì đó, đứng đầu mafia đó, là chùm mafia đó bị bắt đó, không phải là ông chùm mafia là vì giết người. Họ dùng một cái luật khác để bắt người ông ta, là họ dùng cái luật là ông ta trốn thuế. Đó, thì ở đây đó, không biết là liệu cái vụ này nó đi tới đâu, nhưng mà tôi thấy tất cả những người lên tiếng mà chỉ trích đó là hớ. Tôi nhắc lại là hớ. Tại vì có luật lệ đàng hoàng, chứ không phải người ta áp dụng đúng luật lệ đó. Ta đi A, B, C, D, E, F rõ ràng, chứ không phải là ở đây không phải là một nước cộng sản hay là một nước là độc tài. Thì do đó bao giờ cũng có mặt của, nghĩa là có quyền, có phép của quan tòa và có mặt của luật sư, chứ không phải là tự do mà làm như vậy. Thì cái vụ mà gọi là khám nghĩa là nhà của ông Trump đó, là có kẻ nó chỉ điểm, có người chỉ điểm, và cái người chỉ điểm đã khai với nghĩa là grand jury, và grand jury mới cho phép, mới cho phép là gọi là tra khám, và họ biết những tài liệu nào, mặt nào mà ông ta còn chưa có đưa cho nghĩa là cục dự trữ, và những cái tài liệu nào nằm ở đâu nữa. Thì ở đây cái chuyện này đó, nó còn nghĩa là nổ nữa, chứ không phải hết. Nhưng mà những cái người nào mà đứng ra mà gọi là phản đối đó, là tôi nhắc lại là hớ rồi. Tại vì cái này đó là họ làm đúng luật, chứ không phải là không đúng luật. Mà quý vị, là chúng ta càng mừng là chúng ta sống ở trong một cái nước mà có pháp luật đàng hoàng, thành ra họ đi đúng những cái chuyện này. Mà tôi muốn nhắc cho quý vị biết đó, cái người đứng đầu FBI đó là ông Gray đó, là do chính Tổng thống Trump
nghĩa là bổ nhiệm. Bổ nhiệm chứ không phải là ông Biden, ông Biden không có dính gì vào trong này hết. Thành ra đổ cho ông ta là không đúng. Thì ở đây đó, tôi nhắc lại quý vị biết, có người chỉ điểm, cái grand jury cho phép là điều tra được, là một quan tòa là cho phép ký trát tòa, và cái thứ ba là có luật sư của ông Trump tại chỗ. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại những gì mà ông Quân vừa mới đưa ra. Thưa quý vị, hiến pháp Mỹ quy định rất là rõ ràng liên quan những gì mà những cơ quan thực thi pháp luật như là FBI phải làm để mà biện minh cho việc khám xét tài sản tư nhân, tức là phải có lệnh của tòa án, và để một thẩm phán ký lệnh khám xét bất ngờ không báo trước, tức là một cái no-knock warrant, thì các cơ quan điều tra phải nêu probable cause, tức là một cái lý do khả tín và cụ thể là một tội phạm đã hoặc đang xảy ra, và các bằng chứng tội phạm đang nằm tại cái nơi cần khám xét, sự việc nghiêm trọng đến độ không thể dùng những biện pháp thông thường như là một trát tòa để mà triệu tập, bởi vì sợ nghi can có thì giờ tiêu hủy tang chứng. Và trong một xứ sở pháp trị thì công chúng Mỹ có thể yên tâm là FBI, tức là thuộc hành pháp, đã làm việc đúng nguyên tắc tam quyền phân lập và không hành xử như là một chính thể độc tài. Giám đốc FBI như ông Quân nhắc chúng ta, Christopher Wray, là người do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm, và ông này được giữ lại sau khi ông Biden lên làm Tổng thống. Trong khi đó là Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland được biết đến là một người làm việc cẩn trọng, cân nhắc, làm việc gì cũng đúng theo nguyên tắc. Và theo luật Liên bang Hoa Kỳ, nếu như bị kết tội hình sự về cách giải quyết sai trái hồ sơ nhà nước, thì khả năng mà ông Trump bị cấm gọi là giữ các chức vụ công quyền là hoàn toàn có thể xảy ra. Và ông Trump không hiểu sao đã liên kết vụ này với Watergate. Thì chúng tôi xin nhắc lại, cái vụ Watergate là do 5 cá nhân có liên quan đến chiến dịch tái tranh cử của vị Tổng thống Cộng hòa Richard Nixon đã thực hiện một cái vụ đột nhập bất hợp pháp để thúc đẩy chiến dịch tranh cử Tổng thống 1972. Ngược lại, khi mà FBI nhận lệnh khám xét tư dinh của ông Trump, FBI phải tuân thủ một danh sách các yêu cầu quy định trong hiến pháp. Như vậy thì một vụ khám xét công khai theo hiến pháp và có lệnh đồng ý của tòa, nó khác hoàn toàn với một cái vụ đột nhập lén lút để mà ăn trộm các hồ sơ quan trọng của đảng đối lập. Thế nhưng các lãnh đạo dân túy thì họ thường sử dụng những luận điệu mị dân để mà kích động đám đông. Và y như rằng sau vụ này thì các diễn đàn cực hữu đã rộ lên những cái kêu gọi bạo lực, kêu gọi nội chiến, thậm chí là kêu gọi ám sát Bộ trưởng Tư pháp Garland và kill all feds, tức là giết hết nhân viên công lực FBI, khiến chúng ta phải nhớ lại cái không khí của cái vụ bạo loạn chết người ngày 6 Tây Tháng Giêng tại đồi Capitol sau bài diễn văn của ông Trump lập lại lời nói dối về gian lận bầu cử và kêu gọi người ủng hộ fight like hell. Thưa quý vị, những tưởng là chỉ có những người dân bình thường, những người thiếu thông tin mới hùa theo giáo chủ của họ một cách mù quáng. Thế mà Thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Kevin McCarthy, ông này trong tư cách là một nhà lập pháp đương nhiệm, thay vì tỏ ra kềm chế và bày tỏ sự tôn trọng đối với luật pháp và hiến pháp Mỹ, ông vội lên tiếng đe dọa công khai vị Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm. Ông McCarthy nói là mục tiêu đầu tiên của ông khi lấy lại được Hạ viện từ tay Đảng Dân Chủ vào tháng 11 sắp tới là ông sẽ tiến hành giám sát và luận tội Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Ông McCarthy cáo buộc một cách vô căn cứ, nói là tư pháp đã bị chính trị hóa và võ khí hóa, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa khác thì lên tiếng đòi defund the FBI, tức là tước bỏ ngân sách của họ đi. Đúng là những người này họ rất là mau quên, bởi vì Ủy ban điều tra vụ bạo loạn 6 tháng Giêng đã đưa đầy đủ bằng chứng trong 8 phiên điều trần công khai diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, cho thấy là ông Trump mới là người âm mưu biến nước Mỹ thành một nước Cộng hòa chuối, khi chính ông đã chính trị hóa và võ khí hóa Bộ Tư pháp để giúp lật ngược kết quả bầu cử 2020 mà ông đã thua. Thưa quý vị, lần đầu tiên một lãnh đạo thiểu số của Hạ viện lên tiếng đe dọa tấn công cả hai ngành tư pháp và hành pháp của chính phủ đương nhiệm. Và như vậy thì hơn 3 tháng trước kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới, Đảng Cộng Hòa đã đưa ra những dấu hiệu cho thấy là họ sẽ trả đũa các lãnh đạo của các cơ quan thực thi pháp luật của quốc gia
và họ sẽ sử dụng chọn 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden để mở ra hàng loạt các phiên điều trần và đưa ra những trát tòa để tấn công ông Biden và nhiều viên chức trong chính quyền của ông. Và như vậy, khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới, chúng ta nên nhớ là Đảng Cộng Hòa vốn tự hào là đảng của luật pháp và trật tự, tức là law and order. Nhưng mà qua vụ này lại cho thấy là họ chỉ tôn trọng luật pháp nếu như luật pháp đứng về phía họ. Và một khi mà Đảng Cộng Hòa nắm được quyền thì sẽ không bao giờ có cái chuyện gọi là không ai đứng trên luật pháp. Sau đây kính mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của Sài Gòn TV. Chương trình trở lại trong giây lát.